Hôm nay cái livestream này thầy thông báo một tin vui cho toàn thể đồng bào 90 triệu đồng bào trong nước và tin vui cho 2 triệu đồng bào ở Hoa Kỳ và 2 triệu đồng bào khắp nơi thế giới tị năng cộng sản cũng như là lưu vong. Cái tên cái tin mà tên Nguyễn Phú Trọng đã bị giết ở tại Việt Nam. Cái tên này tin này chính xác 99% tại vì tôi giữ là một phần trăm để cho quý vị kiểm chứng chứ thật ra khi tôi thông báo tin này là tin chính xác đó quý vị tin từ trong Việt Nam báo cho tôi rõ ràng luôn mấy ngày nay thì người ta cứ nói à, ông ở trong bệnh viện quân đội 118 nhưng mà thật ra bất cứ phe phái nào mà đã thanh trần Nguyễn Phú Trọng bất cứ người nào nằm ở đâu ở cánh của bên nào À, cánh Nguyễn Tấn Dũng, cánh Trần Đại Quang mà ra tay để mà hoặc là một cái cánh của độc lập mà ra tay giết phủ Nguyễn Phú Trọng người đó đều được tổ quốc ghi ơn. Tên này là một cái tên tình báo Hoa Nam. Trong lịch sử của Đảng Cộng sản tên này là cái tên gian ác số 1. Tên này là cái tên bán nước số 1. Tên này là cái tên mà quý vị thấy không? Ở trong cái bộ chính trị và trong quỹ viên trung ương đảng mà quý vị thấy họ sợ cái tên nguyễn tấn dũng này đến ở xin lỗi tên nguyễn phú trọng này đến nỗi là không có một phiếu chống à quý vị thấy không trên lịch sử của tự do một vị tổng thống mà được bảy chục tám phần trăm phiếu ủng hộ là đã là tốt rồi mà nó độc tài tới cái độ là 15 tên trong ủy viên bộ chính trị không có tên nào dám bỏ phiếu chống Ít ra cũng hay được một tên chứ Nó mới là dân chủ Vậy mà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Nó nguy hiểm Nó được Tàu Cộng yểm trợ đến độ Mà 100% Coi như bỏ phiếu Là coi như đề cử nó lên nắp chức của Trần Đại Quang Quý vị tôi nhắc nhở lại Khi mà đám tang Trần Đại Quang Tôi đã có một cái bài bình luận Cái bài phân tích Là tại sao trong đám ma Của mẹ Nguyễn Tấn Dũng thì tất cả những cái phe phái của Nguyễn Tấn Dũng không dám sức đầu lộ diện mà đá ma của Trần Đại Quang thì tất cả phe phái đàn em của Trần Đại Quang đều xuất hiện để làm gì? Để biểu dương lực lượng. Và như vậy quý vị thấy một sự đấu đá, một sự thanh trừng, một sự tàn sát lẫn nhau để mà coi như gom của để chuẩn bị chạy. Đây là cái giờ phút quan trọng nhất một cái giờ phút mà tốt đẹp nhất cho dân tộc việt nam bây giờ quý vị thấy không quy quyền được tàu cộng đứng sau lưng cỡ như nguyễn phú trọng mà còn bị coi như thanh trừng thanh toán thì bây giờ không có tên nào mà dám bảo đảm cái mạng của mình là làm nô tài cho tàu cộng mà không bị giết cho nên ai giết cũng được phe trần đại quang giết cũng được phe nguyễn tấn dũng giết cũng được phe những người đồng bào thầm lặng giết cũng được tất cả những người đó đều có công với dân tộc việt nam và cái chết của nguyễn phú trọng đã báo tử là chế độ cộng sản sẽ sụp đổ vì chỉ có con trùng sư tử mới ăn thịt sư tử và chỉ có đảng viên cộng sản mới thanh trừng đảng viên đảng cộng sản cho nên quý vị thấy rõ tên nguyễn phú trọng này là một cái tên nắm thu hết quyền lực vừa bộ công an vừa là tổng bí thư và bây giờ chuẩn bị lên nắm cái chức là coi chủ tịch nước thì bị thanh trừng ngay như vậy bây giờ hỡi những cái người đang nắm những chức vụ quan trọng nắm những cái chức vụ mà từ bộ trưởng công an nắm những chức vụ quân khu cái mạng quý vị có được bảo vệ hơn là nguyễn phú trọng hay không quý vị hãy nghi nghĩ đi quý vị hãy suy nghĩ tự cho mình câu trả lời đi quý vị có trung thành cách mấy quý vị cũng bị giết Quý vị có trung thành cách mấy cũng bị thanh trừng. Hiện tại, phe nào cũng được, ai cũng được. Người nào giết Nguyễn Phú Trọng, người đó sau này tổ quốc ghi ơn. Người đó sẽ được đồng bào ghi ơn và lịch sử sẽ ghi ơn người này. Và đây là cái dịp tốt nhất để toàn thể dân tộc Việt Nam lấy cái trọng xuống đường để mà lật đổ chế độ Cộng sản. Theo sự kêu gọi gần đây tôi biết là có kêu gọi ngày 13 tháng 10 nhà quý vị cứ theo dõi 13 tháng 10 tổng xuống đường. À, nhưng mà tôi nói rõ đây là một cái tin mừng mà tôi nói quý vị thật sự đáng lẽ tôi nói 1.000% nhưng để tôi nói cho quý vị cứ kiểm chứng đi khi tôi nói tin là cái tin này từ ở trong đệ tử của tôi đệ tử của tôi là có những đứa con làm ở trong bộ chính trị đệ tử của tôi là có những người làm những chức vụ quan trọng mà nằm ở trong cái cái vấn đề mà biết rõ Nguyễn Phú Trọng đã bị coi như ám sát chết. <laughs> cho nên những cái nguồn tin mấy ngày nay là chúng tôi dài dạ dạt. Tôi nói cho quý vị 99% và 1% dành cho quý vị kiểm chứng đi nha. Tôi nói trước, tôi thường thường tôi kiểm chứng rất kỹ. Và cái tin này chính thật những người mà đệ tử của tôi là có con làm trong những chức vụ bảo vệ cho Nguyễn Phú Trọng và họ nói rõ là Nguyễn Phú Trọng đã bị thanh trừng và đã bị phe nhóm, phe nhóm nào tôi không cần biết. Đàn em có Trần Đại Quang hoặc là đàn em có Nguyễn Tấn Dũng, chuyện đó không quan trọng. Mà quan trọng là một cái tên gian ác số 1, cái tên này đã thẳng tay giết các đồng chí anh em, giết tất cả các người cùng đảng. Tên này là cái tên tai sai đắc lực nhất cho Tàu. Nếu mà không giết nó, khi mà nó nắm luôn cả quyền tổng bí thư đảng tổng coi như là vừa phủ chủ tịch chủ tịch nước và nắm luôn cả bộ công an thì tất cả đất nước việt nam này sẽ rọt vào tay tàu trong một ngày không xa không cần qua hiệp nghị thành đô cho nên tin vui cho toàn thể đồng bào ở hải ngoại yêu nước tin vui cho chín triệu đồng bào trong nước và cảnh cáo đến tất cả quý vị nghĩ coi tôi bây giờ tôi làm tư lệnh quân khu 1 tư lệnh quân khu 2, quân khu 3 cho tới quân khu 7, quân khu 9 mà tôi đang là trung tướng đại tướng mà tôi thấy tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bị thanh trần kiểu đó thì cái mạng của tôi và cái mạng của gia đình tôi có được an quy hay không quý vị coi đó là luật nhân quả Nguyễn Phú Trọng đối xử với gia đình Trần Đại Quang thế nào thì từ đây các phe thanh trần nó sẽ đối xử với gia đình của Nguyễn Phú Trọng như thế đó Nguyễn Phú Trọng còn sống thì còn là cái dù, còn là quyền lực để che chữ dòng họ của Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng trở thành sắc chết thì không còn ai che chở. Cho nên tôi gửi một thông điệp đến tất cả những người đang lãnh đạo các chức vụ quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hãy quay đầu với dân tộc. Quý vị không thể nào gian ác hơn Nguyễn Phú Trọng. Quý vị không thể nào có quyền hành hơn Nguyễn Phú Trọng. Và quý vị cũng không có ai được tàu cộng bảo vệ hơn Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà Nguyễn Phú Trọng vẫn bị thanh trừng cho thấy rằng có một sự đấu đá, có một sự coi như là trả thù, tàn sát lẫn nhau, chia rẽ lẫn nhau trong nội bộ đảng Cộng sản. Cho nên tôi bây giờ nếu thật tôi đang nắm quân khu 7, tôi đang nắm quân khu 9, tôi đang nắm biệt khu Hà Nội, tôi đang nắm biệt khu Sài Gòn, tôi đang nói nắm ngành công an, tôi cũng ăn ngủ không yên. Nguyễn Phú Trọng được tình báo qua năm bảo vệ như thế nào, Nguyễn Phú Trọng quyền lực như thế nào mà còn bị thanh trừng, coi như bị giết, thì tôi không thể nào mà tôi ăn yên ngủ yên. Và tôi nhắn gửi cho tất cả cha mẹ anh em của tất cả những tên quỹ viên trung ương đảng, của tất cả những người đang nằm trong quỹ viên bộ chính trị, của tất cả những người đang nắm quyền lực ở Việt Nam. Quý vị nhìn vào cái gương Nguyễn Phú Trọng, nhìn vào vợ con của Trần Đại Quang, và quý vị sẽ thấy rằng mình cũng sẽ như vậy chồng con mình bây giờ quyền hành nhưng mà quyền hành không hơn nguyễn phú trọng chồng con mình bây giờ được bảo vệ nhưng không được bảo vệ hơn nguyễn phú trọng thì chắc chắn rằng một ngày không xa nếu mà mình không quay đầu về bây giờ quý vị theo phe nào đây hả quý vị theo phe trần đại quang quý vị cũng sẽ bị giết quý vị theo phe nguyễn phú trọng quý vị cũng sẽ bị giết quý vị theo coi như Nguyễn Tấn Dũng, quý vị cũng sẽ bị giết. Chỉ có quý vị theo 90 triệu đồng bào trong nước để trở về bảo vệ dân tộc là quý vị sẽ không bị giết mà thôi. Cho nên cái lúc này là cái lúc đảng Cộng sản đang thanh trừng lẫn nhau. Nguyễn Phú Trọng, quai quyền tột đỉnh, nham hiểm tột đỉnh, bán nước tột đỉnh, làm tai sai tột đỉnh, giết hại những cái người coi như cùng đảng, một thời đã cùng coi như là chung vai để mà chống Mỹ cứu nước thẳng tay trừng trị tất cả những người không theo tàu cộng thì hỏi những người những người đàn em của Nguyễn Phú Trọng quý vị thấy đàn anh là Nguyễn Phú Trọng đã bị thanh trừng quý vị mà không quay đầu quý vị cũng không có thoát khỏi cái chết thảm thương như là Nguyễn Phú Trọng cho nên một lần nữa lợi dụng thời cơ này đảng cộng sản đã gieo rắc thù quán với 90 triệu đồng bào Đảng Cộng sản lâu nay đã lấy 90 triệu đồng bào là kẻ thù, lấy Tàu Cộng là là coi như đồng minh, là anh em. Và bây giờ Nguyễn Phú Trọng là đại diện cho cái phe của Tàu Cộng. Và bây giờ quý vị thấy Trần Đại Quang đã vì biểu dương lực lượng ngay trong đám tang và rõ ràng chưa được <laughs> chưa được 21 ngày mà đã lấy xong mạng của của Nguyễn Phú Trọng. Như vậy quý vị thấy rằng ở Việt Nam bây giờ theo Tàu cũng chết, theo Nguyễn Phú Trọng thì càng chết, mà theo Trần Đại Quang cũng chưa chắc sống, theo Nguyễn Tấn Dũng cũng chưa chắc sống, mà chỉ có quay về với dân tộc để mà bảo vệ tổ quốc là quý vị có con đường sống. Cho nên Nguyễn Phú Trọng bị ai giết không quan trọng, Nguyễn Phú Trọng ai giết cũng là ân nhân của dân tộc Việt Nam. Đây là cái thời cơ chính mùi, tôi không ngờ rằng nó diễn biến rất là lẹ. Tôi không ngờ rằng đảng Cộng sản nó sâu xé tới cái mức là Nguyễn Phú Trọng. Quý vị nghĩ coi, tình báo Hoa Nam nó bảo vệ con cờ Nguyễn Phú Trọng tới cỡ nào. Tình báo Hoa Nam nó dùng mọi cách, nó dùng chất độc Polonium 210 để giết Trần Đại Quang để chiếm đi cái chức chủ tịch, à, cái ghế chủ tịch. Là như vậy nó thâu tóm luôn cái bộ công an, nó thâu tóm luôn cả cái chủ tịch nước. Và ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ là bù nhìn, và cái mạng của Nguyễn Xuân Phúc bây giờ không hồi đầu thì cái mạng của ông rẻ hơn cái nguyễn phú trọng nhiều lắm ông chỉ là một thủ tướng bù nhìn hiện tại nếu mà nguyễn xuân phúc không hồi đầu thì gia đình nguyễn xuân phúc cũng sẽ chuẩn bị đi làm đám tang đi đi mai áo tang đi mua quan tài đi mua đất chuẩn bị chôn coi như nguyễn xuân phúc đi quý vị thấy rõ nguyễn xuân phúc đối với chính trường của cộng sản không có được coi như là tàu cộng tin yêu nguyễn xuân phúc chỉ là con rối của nguyễn phú trọng nguyễn xuân phúc chỉ là đàn em của nguyễn phú trọng cho nên tôi nói rõ lực lượng của trần đại quang không phải là ít đàn em của trần đại quang không phải là ít mà bây giờ quý vị thấy đàn em của nguyễn phú trọng họ sẽ trả thù họ sẽ tìm ra và một cuộc đấu đá sẽ nổi lên phải không và như vậy ai sẽ là có lợi chính là dân tộc Việt Nam sẽ có lợi. Cho nên tôi không cần biết phe nào đã thanh trừng Nguyễn Phú Trọng, phe nào đã giết Nguyễn Phú Trọng, người nào giết Nguyễn Phú Trọng, người đó là ân nhân của dân tộc Việt Nam. Tên này là cái tên gian ác đứng đầu sau tên Hồ Chí Minh. Tên này là cái tên bán nước số 1. Tên này là cái tên thẳng tay giết những đồng chí anh em. Tên này là cái tên coi như giết như vậy vẫn còn nhẹ lắm. Cho nên giờ này vợ con của Nguyễn Phú Trọng phải chuẩn bị đi. Nếm cái mùi ha à, sẽ có quốc tán và sẽ có những ánh mắt lồn nhau. Và sẽ có những cái phe lực lượng của Nguyễn Phú Trọng sẽ trình diễn trong đám trang. Và chúng ta sẽ coi Cộng sản tiếp tục những tên đầu sỏ giết nhau, tự giết và không tự giết cũng tự thanh trừng lẫn nhau. Đúng là thời cơ đã đến, vận hạn của Cộng sản đã tiêu tùng coi như Nguyễn Phú Trọng là một cái tên được Tàu Cộng bảo vệ số 1. Nguyễn Phú Trọng là một cái tên được Tàu Cộng tình báo qua Nam bảo vệ mà còn bị thanh trừng cỡ đó. Thì bây giờ hỡi những cái ông mà nằm dưới tay của Nguyễn Phú Trọng, hỡi những cái tên đang nắm chức vụ quân khu này quân khu kia, cái mạng chó của quý vị nếu không hồi đầu với dân tộc thì quý vị cũng không có thoát khỏi cái chết coi như thê thảm như Nguyễn Phú Trọng, như Trần Đại Quang, như Nguyễn Chí Thành. Cho nên, quý vị ơi, đây là cái dịp để đồng bào tổng xuống đường. Chúng ta chờ đi, chúng ta sẽ chờ đi. Ngày 13 tháng 10 này có thể là một cuộc buồn khởi. Và quý vị thấy không, chúng ta có nhiều cái cơ hội đó. Trong cái đám tang của Nguyễn Phú Trọng kỳ này sẽ là một cái signal để chúng ta coi tụi nó còn thanh trừng lẫn nhau nữa. Hiện giờ đảng Cộng sản không ai tin ai đây là cái dịp tốt đảng cộng sản bây giờ tất cả đều súng đã lên nòng phe trần đại quang có thể là đã giết phe nguyễn phú trọng mà phe nguyễn phú trọng chết xong rồi cũng sẽ trả thù phe trần đại quang mà nguyễn tấn dũng cũng có thể là nhúng trong tay này ai giết cũng được nguyễn tấn dũng giết cũng được trần đại quang giết cũng được những người yêu nước giết cũng được những người đó sau này khi mà tổ quốc đã coi như không còn cộng sản những người đó sẽ được lịch sử ghi ơn và dân tộc Việt Nam ghi ơn vì chúng ta đã trừ khử một tên tai sai đắc lực của Tàu Cộng. Tên này là một trong những tên gian ác chỉ đứng hàng thứ hai sau Hồ hồ Tập Quang mà thôi. Cho nên tôi nói rõ, tin này là 99% chính xác. Tại vì chính miệng của những người bà mẹ, có những đứa con làm trong những chức vụ quan trọng ở Việt Nam đã gọi cho tôi và nói rằng chính xác một ngàn phần trăm luôn và họ rất là quan mang và hiện tại sau khi ông Nguyễn Phú Trọng chết tên Nguyễn Phú Trọng chết là những đứa con này nó đều muốn là không biết con đường để mà đi nó hoảng sợ quá và nó nói bây giờ tuổi con mạng tụi con như là chỉ mình treo chuông vì đồng chí Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư đảng Bộ trưởng Bộ Công an vừa sắp sửa được lên làm chủ tịch coi như là nước mà đã bị giết thì tụi con là những người chỉ là cấp tướng, chỉ là cấp tá trong quân đội, tụi con bây giờ đứng về phe nào cũng chết. Cho nên tôi nói với các bà mẹ của những người con này, chỉ có đứng về với phía nhân dân là mới sống mà thôi. Cho nên đây là tin vui của dân tộc. Cho nên tên Nguyễn Phú Trọng chết đi là chúng ta thấy rõ một sự thanh tình một sự đấu đá lẫn nhau đã bắt đầu tới hồi quyết liệt và chúng ta phải lợi dụng cơ hội này đảng cộng sản đang đấu đá đang thanh trừng lẫn nhau và giống như tôi tiên đón trong cái đám tàn là quý vị thấy rõ nguyễn phú trọng chỉ có con đường mà chết mà chết không ngờ là chết do thanh trừng quý vị nghĩ thôi cái mạng nguyễn phú trọng nó quan trọng cỡ nào hả cho nên quý vị yên chí đi tôi sẽ theo dõi những tin tức mà tôi bảo đảm bây giờ tin tức mà Nguyễn Phú Trọng chết đã được phát tán rộng rãi trên hệ thống truyền thông toàn cầu và quý vị sẽ chờ đi không thể giấu lâu được nữa nha không thể giấu lâu được nữa xác chết của nó bây giờ đang nằm trong bệnh viện quân đội 118 chúc mừng tất cả các đồng bào trong nước các vị sắm được một ngày tự do không xa xin chúc các đồng bào trong nước hãy thừa cơ xông lên những lời kêu gọi biểu tình ngày 13 tháng 10. Quý vị đóng góp một bàn tay. Bây giờ công an nó cũng không dám đàn áp thẳng tay. À, ngay cả cái thằng ra lệnh đàn áp còn bị giết. Thì nó là ai? Và bây giờ quý vị thấy các chiến sĩ thầm lặng đã tấn công ờ ạt. Đốt cháy hàng ngày không biết bao nhiêu là các trận. Cho nên rồi về cái mặt trận mà ba sạch của ly xà phạm. Mặt trận chiến sĩ thầm lặng đang đánh mạnh. Về bây giờ nội bộ cộng sản đang thanh trừng lẫn nhau tên đầu sỏ nguyễn phú trọng đã bị coi như thanh trần thì những cái tên công an ở dưới này cái mạng tụi bay chỉ là những con chốt tụi bay liệu hồn từ đây và bà con của những tên tướng tá đang nắm giữ các chức vụ thứ hai thứ ba trong đảng cộng sản hãy liệu hồn và phải coi rằng vợ con trần đại quang như thế nào thì quý vị không hơn được vợ con trần đại quang vợ con nguyễn phú trọng như thế nào thì không hơn đâu. Ngày hôm qua các chiến sĩ bắt đầu đốt vào các cơ sở làm ăn một thẩm mỹ viện của Nguyễn Phú Trọng, bà con Nguyễn Phú Trọng. Và cho nên chúng ta đang chiến thắng trên tất cả các mặt trận. Và ngày hôm qua ở chùa Hoàng Pháp của Thượng Tọ Thích Chân Tính, cái giấy phép ở tại Sacramento đã bị đồng bào Phật tử và nhân dân trong vùng đó ra để mà yêu cầu City ở tại Sacramento không cung cấp và quả thật City ở tại vùng Sacramento đã ngưng ngay cái giấy phép xây cất vụ bằng pháp. Vì ngày hôm qua tôi có nói rõ trong tứ ân đền ơn sâu thầy tổ vua cha thứ nhất là ơn tổ quốc là tổ quốc ơn cha mẹ ơn chúng sanh ơn đàn na tín thí các vị sư ở trong nước mà một trăm ngàn vị sư không lên tiếng cho nên chúng ta phải không ủng hộ các vị sư này chúng ta đã thấy công an, thứ trưởng công an đã qua tới Đức Quốc mà xây ngôi chùa. Tại sao bên Đức Quốc, đồng bào Phật tử và những người quốc gia không nổi lên làm việc giống như đồng bào Phật tử ở vùng Sacramento đã lốc ngay cái giấy phép và không cho cái hệ thống quốc danh. Mái chùa là cái nơi che chở hồn dân tộc trong những lúc tổ quốc Lâm Quy. Các vị sư này, tôi không chỉ trích cá nhân, tôi chỉ nói rằng quý vị đã không làm theo cái tứ ân lời Phật dạy khi quý vị xuất gia. Cho nên quý vị bỏ cha mẹ ruột của mình không nuôi dưỡng. Quý vị cũng không lấy dân chúng, dân tộc Việt Nam làm cha mẹ. Quý vị cũng không có quên ơn tổ quốc. Quý vị không xứng đáng để được ăn trên ngồi trước, để được nhận cúng dường. Các chùa để làm gì? Các chùa để bảo vệ dân tộc. Mái chùa là nơi che chở dân tộc mà quý vị không che chở quý vị sẽ bị coi như là coi như đồng bào tẩy chay và tôi bảo đảm từ nay đồng bào phật tử ở hải ngoại và khắp nơi không cúng một đồng cho các vị sư không thực hành tứ ân của phật và quý vị đã hà hơi tiếp sức cho đảng cộng sản và quý vị sẽ biết một ngày không xa khi đất nước trở lại dân chủ tự do các ngôi chùa của quý vị sẽ trả một cái giá rất đắt bây giờ là cái lúc quý vị phải quay đầu khi mà các giáo dân, các linh mục tổ chức tổng xuống đường ngày 13 tháng 10, tất cả các vị ngày hôm qua tôi nêu tên thượng tọa thích chân tính, coi như là đại đức thích phước tiến, coi như đại đức thích thiện thuận, à tất cả những cái vị thầy nào mà nổi tiếng ở Việt Nam mà không xuống đường cùng với hòa đồng cùng chức công giáo các linh mục thì quý vị không còn cơ hội để mà quý vị sống sau khi có một chính phủ Việt Nam tự do trở lại Quý vị không có đóng góp gì trong giai đoạn này. Đây là giai đoạn chót để quý vị quay đầu trở lại để thực hành tứ ân mà Đức Phật đã dạy. Trân trọng kính chào quý vị và chúc tất cả đồng bào Việt Nam hãy tổng xuống đường. Chúc tất cả Phật tử, giáo dân bắt tay xuống đường để mà giải thể chế độ Cộng sản. Trong khi những cái tên Cộng sản đang thanh trừng đấu đá lẫn nhau để mà dơ dét những đồng bạc cuối cùng để mà dắt hết những tài sản cuối cùng để chuẩn bị bỏ chạy ra nước ngoài trân trọng kính chào quý vị và chúc sẽ ngàn ngày sẽ các cuộc thanh trừng càng đẫm máu hơn và chúc cho quý vị sẽ trở lại với dân tộc để thoát khỏi con đường bi thảm như là Trần Đại Quang như là coi như Nguyễn Phú Trọng trân trọng kính chào chia vui cùng toàn thể dân tộc Việt Nam